Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 28 tháng 11, quận Thanh Khê và Sơn Trà tổ chức khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên thanh niên tham gia khám tuyển năm nay rất phấn khởi. Từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12, quận Thanh Khê tổ chức khám tuyển sức khỏe cho thanh niên 10 phường trên địa bàn. Theo kế hoạch, mỗi ngày hội đồng khám tuyển 2 phường, riêng ngày 30 tháng 11 và ngày 1 tháng 12 sẽ chỉ tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên phường Hòa Khê, An Khê. Như mọi năm, lần này địa phương cũng tổ chức xe đưa đón thanh niên tập trung tại Ủy ban Nhân dân phường để lên ban chỉ huy quân sự khám tuyển nhằm đảm bảo an toàn. Em đang ở nhà phụ xe, bây giờ em muốn đi bộ đội. Muốn đi bộ đội là vì muốn phục vụ Tổ quốc. Em thấy bộ đội qua TV, qua phim ảnh, cũng như bình thường đội giúp dân, nên em thích bộ đội, nên em muốn nhập ngũ. Điều dễ bắt gặp tại các địa điểm khám tuyển năm nay là thanh niên tham gia khám tuyển với tinh thần rất phấn khởi. Chỉ trong buổi sáng, tỷ lệ thanh niên đến khám tại các địa phương đã đạt gần 100%. Để chuẩn bị cho tuyển quân 2024, đặc biệt là làm tốt công tác khám tuyển sức khỏe, quận Sơn Trà đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tại tổ dân phố và khu dân cư nhiều tháng qua. Địa điểm khám tuyển tại ban chỉ huy quân sự cũng được sắp xếp rõ ràng, khoa học. Hiện nay sáng ngày 28 tháng 1 là bắt đầu khám phường đầu tiên là phường Thọ Quang. Tổng thời gian khám là 10 ngày. Đối với tuyển quân năm 2024 thì so với năm trước thì thanh niên hiện nay lên phấn khởi, rất tinh thần thoải mái. Lên sáng lúc 7:15, hiện nay đang tổ chức khám theo kế hoạch. Em là sinh viên kìa, em có cái giấy mà xác nhận là đang đi học á, nhưng mà em bị thất lạc cái tờ giấy đó rồi, cho nên là hôm nay em lên phường em đi khám tuyển quân sự để mình có cái tinh thần mà mình chuẩn bị trước cho sau này. Nếu như mà em không trúng thì em cũng có cái tinh thần mà luôn luôn sẵn sàng lên được. Đến nay thành phố đã có 6 quận huyện tổ chức khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024. Riêng quận Ninh Chiểu sẽ bắt đầu khám tuyển vào ngày 4 tháng 12 tới. Sau khi có kết quả khám tuyển, các địa phương sẽ tiến hành chốt danh sách, hợp đồng với các đơn vị nhận quân và thực hiện chính sách hậu phương quân đội để động viên gia đình cũng như thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ.